Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, xét xử các kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong vụ án mà bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hội đồng xét xử cho các luật sư bào chữa cho các bị cáo và các bị cáo tự bào chữa. Luật sư Hồ Nguyên Lễ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh là luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm, trình bày với hội đồng xét xử rằng sau bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng có khắc phục hậu quả. Theo luật sư, đây là tình tiết mới, Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm án dưới mức 3 năm tù mà án sơ thẩm đã tuyên đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Về phía bà Nguyễn Phương Hằng, tại phiên xét xử buổi sáng, bà Nguyễn Phương Hằng đã cười rất tươi. Tuy nhiên, trong phiên xét xử buổi chiều, bà Nguyễn Phương Hằng đã bật khóc và xin giảm án dù chỉ là một ngày tù. Bà nói, bị cáo rất hạnh phúc, mặc dù không chống án, nhưng mong rằng tòa luôn công bằng với mọi công dân. Bị cáo là người vợ, người mẹ tốt và có ích cho xã hội chỉ mong tòa giảm cho bị cáo dù chỉ một ngày tù vì đã đóng góp nhiều cho xã hội, mong tòa cho một chút danh dự dù bị cáo phạm tội. Tuy nhiên, thẩm phán phiên tòa không chấp nhận đề nghị giảm án của bà Nguyễn Phương Hằng do muốn kháng cáo thì phải có đơn và thực hiện theo đúng trình tự. Bị cáo Hằng không kháng cáo, không có đơn kháng cáo nên hội đồng xét xử sẽ không xem xét đề nghị. Việc khắc phục hậu quả thì tòa sẽ ghi nhận. Cũng do không có đơn kháng cáo nên bà Nguyễn Phương Hằng không được nói lời sau cùng. Trong vụ án này, bà Nguyễn Phương Hằng bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử và tuyên phạt 3 năm tù. Các đồng phạm của bà Hằng bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 2 năm 6 tháng tù cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của 4 bị cáo là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, bác kháng cáo của hai người liên quan. Theo vị đại diện viện kiểm sát bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng là nhân viên của bà Hằng không đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định vì chỉ có một tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, các bị cáo này lại có đến hai tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức và phạm tội nhiều lần. Cấp sơ thẩm tuyên 1 năm 6 tháng, dưới khung hình phạt xét xử là phù hợp. Vì thế, Viện Kiểm sát cho rằng cần xử lý nghiêm minh để gian đe phòng ngừa chung. Đối với bị cáo Đặng Anh Quân, viện kiểm sát cho rằng những tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết luận giám định và lời khai, lời trình bày của bị cáo tại phần xét hỏi có đủ cơ sở để xác định hành vi phạm tội của bị cáo. Ngoài ra, bị cáo Quân chưa thực sự tỏ rõ sự ăn năn hối cải tại phiên tòa và cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Tài liệu chứng cứ xác định bị cáo phạm tội theo điều 331 Bộ luật hình sự, đồng thời mức án tòa sơ thẩm tuyên bị cáo 2 năm 6 tháng thấp hơn so với bị cáo Nguyễn Phương Hằng là phù hợp. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo quân về việc xem xét giảm nhẹ hình phạt. Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của những người liên quan về việc xác định lại tư cách tố tụng. Trong phần xét hỏi luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Anh Quân hỏi bà Nguyễn Phương Hằng tại sao mời bị cáo này livestream cùng với bà, Trả lời, bà Hằng cho rằng bản thân là người trưởng thành, luôn chịu trách nhiệm trước những gì mình làm. Bà biết bị cáo quân qua một kênh YouTube. Theo bà Hằng, thời điểm đó bị cáo quân, bị bà Đặng thì Hằng Ni tấn công bằng mọi cách. Do có những phản biện bà Hằng Ni nên bà Hằng tìm cách liên lạc với Đặng Anh Quân. Những buổi live stream cả hai không trao đổi hay bàn bạc trước nội dung và không nhằm mục đích xúc phạm người khác, chỉ trò chuyện ca hát. Bà Hằng trình bày sai lầm lớn nhất của mình là không biết luật an ninh mạng, nếu thời điểm đó công an mời bà lên làm việc nhắc có luật an ninh mạng thì bà sẽ dừng lại. với tư cách là một ceo thì không thể có việc biết luật mà lại phạm luật được. luật sư hỏi tiếp. những buổi bà hằng livestream có lời lẽ xúc phạm những người liên quan trong vụ án, bị cáo đặng anh quân có ngăn chặn bà không? bà hằng nói bản thân mình là người có hiểu biết tự nhiên không thể nào đi xúc phạm người khác và không ai có thể ngăn cản. bên cạnh đó khi hội đồng xét xử hỏi bà phương hằng có ý kiến về các hành vi trong vụ án hay không ceo công ty đại nam không trả lời thẳng vào câu hỏi nói tôi hạnh phúc nhất lúc này là đứng trước tòa mà không chống án ở phiên sơ thẩm tôi không được nói chủ tọa ngắt lời nhắc lại câu hỏi đề nghị bà hằng trả lời thẳng vào vấn đề bà hằng cho biết không có vấn đề gì về lời khai của các bị cáo khác sau đó nói bằng giọng đầy vẻ ấm ức tôi có tội nhưng vẫn có công Tòa án là nơi tất cả các công dân đặt niềm tin vào, nhưng thẩm phán, luật sư, mọi người chỉ xoay quanh tội danh mà quên hết các công sức của tôi. Tôi đã hết lòng trong công tác từ thiện. Ngày 4 tháng 4, tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1989, trú quận Ba Đình, Hà Nội, và 52 bị cáo khác trong đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày, chủ tòa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Trung Lập. Từ sáng sớm, công an quận Nam Từ Liêm và một số đơn vị điều động gần 100 cảnh sát cùng 3 xe đặc chủng và xe khách 30 chỗ ngồi để dẫn giải các bị cáo ra hậu tòa. Nguyễn Minh Thành bị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố tội tổ chức đánh bạc theo khoảng 2 Điều 322 Bộ Luật Hình sự với vai trò người điều hành đường dây. Cùng tội này, 10 đồng phạm của Thành gồm nhân viên lập trình, quản lý hệ thống game cờ bạc bị đưa ra xét xử. 42 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội đánh bạc theo khoảng 2 điều 321 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 8 năm 2021, Thành cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc bằng các game cá cược trên các trang web Zoom tiếp và Vua Club. Người chơi bài cần mở tài khoản và nạp tiền vào đó qua ví điện tử Momo thẻ cào điện thoại hoặc qua Viettel Pay. Nếu thắng, người chơi được game trả thưởng bằng đồng tiền quy ước trong game là SOC, SUM hoặc VUA. Từ đây, họ tiếp tục đổi sang Việt Nam đồng. Thông qua 160 đại lý ở nhiều nơi, hàng nghìn người chơi đã nạp vào game cờ bạc do thành phát triển tổng cộng gần 1.200 tỷ để đánh bạc. Thông qua hệ thống Nguyễn Minh Thành, ban đầu khai thu lợi bất chính số tiền hơn 96 tỷ đồng. Các bị can còn lại trong nhóm tổ chức đánh bạc Người hưởng lợi ít nhất là 150 triệu đồng, nhiều nhất khoảng 12 tỷ đồng, sau đó thành đổi lời khai và thừa nhận hưởng lợi khoảng 40 tỷ đồng. Mới đây, tại Bắc Ninh đã diễn ra lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự, trong đó có công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy về Ban dân vận tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bên cạnh đó, Ban Bí thư đã điều động chỉ định ông Trần Huy Phương, vụ trưởng vụ tổng hợp cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ông Phương được phân công giữ chức thủ trưởng cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và giới thiệu để ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Đáng chú ý, về trường hợp của ông Nguyễn Công Thắng, vào tháng 10 năm ngoái, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã kết luận vi phạm của ông này. Theo đó, khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ, ông Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã sử dụng giấy công nhận văn bằng trình độ thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, hay có thể hiểu là giấy công nhận văn bằng giả và dùng bằng tiến sĩ để thi nâng ngạch. Ông Thắng đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng giấy công nhận không hợp pháp vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm của ông đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh đã biểu quyết xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thắng và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thông tin nóng tại họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cung cấp cho báo chí, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành tố tụng vụ xuyên Việt Oi khởi tố mới 3 bị can về hành vi đưa nhận hối lộ. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, Cơ quan An ninh Điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt giam Đinh Tiến Dũng, Kế Toán trưởng Xuyên Việt Oi, Nguyễn Tấn Long, Trưởng phòng Kinh doanh Xuyên Việt Oi để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Trước đó, liên quan đến vụ xuyên Việt Oi, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, 60 tuổi, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ. Ông Lê Duy Minh, nguyên cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm bị bắt là giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình điều tra vụ án này. Về phía Xuyên Việt Oi, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc đã bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 9 năm 2023. Trước đó, trả lời tại họp báo của Bộ Công an ngày 26 tháng 3 về vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và thương mại xuyên Việt Oi, hay còn gọi là công ty Xuyên Việt Oi. Đại tá Phan Thành Bá, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó có 2 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, 2 bị can bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 6 bị can bị khởi tố tội đưa nhận hối lộ, một bị can bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Đại tá Phan Thành Bá nói, mới đây nhất Cuối tháng 3 vừa rồi, chúng tôi đã khởi tố 4 bị can về tội đưa nhận hối lộ. Kết quả điều tra đến nay xác định, các đối tượng đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng, thông qua bán giá xăng dầu, quản lý sử dụng tài sản công. Các bị can đã không thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản theo quy định mà dùng thủ đoạn gian dối, lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân và gây thất thoát tài sản cho nhà nước. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tập trung điều tra làm rõ và tiến hành phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản có liên quan vụ án để thực hiện việc thu hồi tài sản sau này. Hiện đơn vị đang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và các cá nhân khác có liên quan đến việc cấp giấy phép công tác quản lý thuế của công ty Xuyên Việt Oi và những vi phạm khác để xử lý theo quy định của pháp luật.